cánh quân của Tự Lê Triển mới bị phục binh của giặc tiêu hao không nhỏ. Chúng ta cần nhanh chóng tới ứng cứu. Ngay đêm nay ta sẽ đem 3.000 quân tinh nhuệ và 2 thớt voi tới cứu. Việc rất gấp, các tướng hãy đi thông báo với các binh sĩ để chuẩn bị tư trang lên đường. Tuân lệnh. Quân địch tuy đã gặp thất bại nhưng lực lượng của chúng còn rất lớn. Chúng ta cần chia quân giữ những nơi hiểm yếu và kịp thời chi viện cho nhau nếu cần giúp sức. Tướng quân nói rất phải, chắc hẳn chúng sẽ bố trí mai phục để tiêu diệt chúng ta. Nguyễn Sĩ Huynh, vậy thì chúng ta nên đặt phục binh ở Tốt Động và Trúc Động rồi nhờ chúng qua rồi tiêu diệt toàn bộ. Bẩm Đinh tướng quân, quân ta bắt được gián điệp của địch trà trộn trong doanh trại, đang ở bên ngoài ạ. Giải hắn vào đây. Tuân lệnh. Nói, quân mình có kế hoạch như thế nào? Biết gì phải nói bằng hết. Dạ, tôi không biết. Nếu ngươi không khai, ắt sẽ không được chết toàn thây. Nếu ngươi nói đúng sự thật, ta sẽ cho ngươi một con đường sống để về với gia đình. Dạ, dạ. Tổng binh Vương Thông đã tiến đóng ở Ninh Kiệu. Tổng binh sẽ cho kỳ binh tiến quân ngay phía sau quân của Lê Triện. Còn chính binh thì sẽ qua sông tiến lên phía trước. Hai quân hẹn nhau, hễ nghe tiếng pháo nổ thì các đạo quân đồng thời tạo thế gọng kìm để đánh kép quân Đại Việt. Được. Sau đêm nay, bổn tướng sẽ kiểm chứng lời ngươi nói. Nếu có sai lửa lời thì ngươi biết cái mạng của ngươi như thế nào rồi đấy. Những gì tôi nói đều là sự thật. Xin hãy tha mạng cho tôi. Hãy tạm thời nhốt hắn lại. Đó lại. Các tướng, có tin gián điệp này quân ta có thể chắc thắng rồi. Ta sẽ đặt phục binh ở Trúc Động, Tốt Động, sau đó cho nổ pháo ở gần đó. Quân địch sẽ tưởng nhầm đó là ám hiệu của chúng ta nên sẽ tới rất nhanh. Khi đó, quân ta sẽ bao vây bốn phía của địch. Như vậy thì chúng có chạy đằng trời. Có tiếng pháo rồi, tất cả hãy xông lên, tất cả hãy xông lên phía trước tiêu diệt bọn giặc lao sơ. Đình Lễ cùng các tướng tiến quân bao vây thành Đông Quan. Tháng 6 năm Đinh Mùi 1427, Vương Thông đem quân tinh nhuệ trong thành ra bất ngờ đánh quân của Lê Nguyễn ở phía Tây Phủ Liệt, khiến quân ta phải cố hết sức giữ thành lũy. Trong lúc nguy cấp, Lê Lợi đã sai Đình Lễ và Nguyễn Xí đem quân đi chi viện, và một trận yến ác liệt đã diễn ra ở Mi Động, tức Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội ngày nay.